Lê Phúc xin chào cô chú anh chị và các bạn. Chúc mọi người có một ngày thật vui và nhiều sức khỏe. Thì hôm nay mời các bạn vào bếp làm cái món bánh tráng tép cuộn rau với mình nha. Cái món này thì mình ăn rất là ngon và không có bị ngán nữa. Thỉnh thoảng thì mình hay đổi bữa một chút nha các bạn. Khi làm cũng không mất quá nhiều thời gian. Và để biết cách làm chi tiết thì mời các bạn hãy cùng theo dõi hết video và cùng làm với mình. Và đây là tất cả nguyên liệu Phúc sử dụng cho cái món bánh này. Bột gạo thì các bạn chuẩn bị cho mình 100g, 100g bột năng, 600ml nước lọc, 150g tép đồng, một ít hành lá, rau sống để ăn kèm thì mình xài xà lách, rau thơm, diếp cá, dưa leo. Thì tất cả nguyên liệu mình sẽ để chi tiết dưới phần mô tả, các bạn có thể bấm xuống xem. Và để bắt đầu thì mình sẽ đi pha bột, các bạn cho hết bột gạo và bột năng vào trong tô. Mình cho bột năng thì bánh nó sẽ có cái độ dai ngon và không có bị bở nữa nha các bạn. Cho vào rồi thì mình sẽ cho hết nước lọc mình đã chuẩn bị vào. Và khi đã cho vào xong thì các bạn hòa tan cái chỗ bột này ra. Bột năng và bột gạo thì cũng đã hòa tan hết, mình lọc qua rây để cho bột được sạch hơn. Và mình sử dụng ở đây là bột gạo lọc nên là đôi khi sẽ có những cái tạp chất như là con mọt á, các bạn cần lọc qua để cho bột được sạch hơn. Và bột sau khi đã lọc xong thì các bạn nêm gia vị vào, mình cho vào trong tô một ít muối trắng, một chút xíu bột ngọt, nửa muỗng cà phê đường. Thì mình chỉ cần nêm cho gia vị hơi vừa ăn một chút là được, các bạn không cần nêm cho lạt hoặc là mặn quá. Và khi đã cho vào hết thì các bạn khuấy cho gia vị này tan ra. Và tiếp theo thì các bạn rửa sạch 150g tép đồng này, mình cho trực tiếp vào trong tô bột. Nếu mà các bạn không mua được những cái con tép nhỏ như vậy á, thì mình có thể sử dụng tôm. Thì đối với tôm mình cần cắt nhỏ ra rồi các bạn đem đi xào chín trước nha. Tại vì những cái con tép đồng này nhỏ rất là nhanh chín. Còn tép bự mà các bạn làm như vậy thì sẽ rất là mất thời gian. Và khi đã cho vào xong hết, các bạn cho hết cái chén hành mình đã chuẩn bị lúc nãy vào. Có hành lá cho vô thì bánh của mình nó sẽ có độ thơm và không còn tanh của cái mùi tép đồng nữa. Và bánh của mình lại có được cái màu xanh đẹp nữa các bạn. Và khi đã cho vào xong hết, các bạn trộn đều lại và để tô bột nghỉ khoảng 10 phút. Và trong thời gian đợi bột nghỉ thì mình sẽ đi làm nước mắm để ăn kèm. Các bạn cho vào trong chén là một muỗng canh đường cát. Và tiếp theo thì mình cho vào 3 muỗng canh nước lọc, một muỗng canh nước cốt chanh. Còn nếu mà các bạn không xài chanh thì mình có thể sử dụng giấm nha. Với công thức này thì mình làm khá là vừa ăn, không bị mặn và cũng không có bị lạt quá nữa. Và bây giờ thì các bạn khuấy lên cho đường được tan hết. Và khi đường đã tan rồi, các bạn cho vào trong chén là 2 muỗng rưỡi canh nước mắm. Còn nếu ăn đậm đà hơn thì các bạn cho vào đây là 3 muỗng. Rồi cuối cùng thì các bạn băm nhỏ 2 tép tỏi, một trái ớt mình cho vào. Như vậy thì cái chén nước mắm của mình sẽ ngon và đẹp mắt hơn. Khi làm xong thì mình để qua một bên, mình chuẩn bị đi tráng bánh. Và tô bột thì mình cũng đã để nghỉ đủ thời gian rồi các bạn. Để tráng bánh thì mình sử dụng một cái chảo chống dính nhỏ nè. Các bạn đặt lên trên bếp và đợi cho chảo nóng. Khi chảo đã bắt đầu nóng rồi, múc bột mình cho vô. Thì các bạn tráng từ từ cũng như là mình tráng bánh xèo vậy. Món bánh này mình làm khá là đơn giản. Sau khi đã cho vào xong, các bạn để nắp lại khoảng 1 phút để cho những con tép này chín hết. Vì tép khá là nhỏ nên là cũng chín rất nhanh. Hơn 1 phút thì cái bánh đầu tiên cũng đã chín rồi các bạn, mình dỡ nắp ra. Và bây giờ mình lấy cái bánh này ra ngoài mâm. Để lấy ra thì cũng khá là đơn giản. Và sau khi đã lấy bánh ra rồi thì các bạn lại tráng tiếp tới cái thứ hai. Khi đã cho vào xong thì mình cũng đậy nắp. Và đây là cái bánh đầu tiên mình vừa lấy ra này các bạn. Lúc này thì bánh cũng đã hơi nguội rồi. Thì các bạn cho vào một miếng dưa leo, một miếng xà lách, một ít rau thơm. Thì mình sẽ cuộn sẵn luôn. Như vậy thì khi ăn rất là tiện các bạn. Lúc còn nóng thì bánh của mình hơi dính, nhưng mà nguội lại rồi thì bánh ráo mình rất là dễ làm. Lấy ra thì các bạn để cái bề tép ở ngoài nha. Như vậy khi cuốn thì cái bánh sẽ trông đẹp hơn. Và cái bánh đầu tiên á, thì mình cũng đã cuộn xong rồi các bạn.
trông rất là đẹp mắt nè. Rồi bây giờ thì mình sẽ để qua một bên và lấy cái bánh thứ hai ra. Cái bánh thứ hai thì cũng đã được luôn rồi, các bạn lại lấy ra ngoài và mình cho lên mâm. Và cái bánh thứ hai thì cũng đã nguội các bạn. Tiếp tục thì mình lại cho rau và mình cuốn. Rau thì các bạn có thể cho thêm theo cái sở thích của mình nha. Và hai cái bánh đầu tiên thì mình cũng đã cuộn xong rồi, các bạn để qua một bên và mình làm tương tự. Món bánh tráng tép đồng thì mình cũng đã tráng xong rồi các bạn, được khá là nhiều nha. Và bánh khi nguội lại thì rất là ráo, không hề bị dính vào nhau. Khi ăn thì mình sẽ chấm cùng với lại nước mắm chua ngọt. Và bây giờ thì mời các bạn hãy cùng ăn cái món bánh này với mình. Thay đổi một tí thì mình sẽ không có bị quá ngán. Và món bánh tráng tép này khi các bạn ăn vào thì bột ở ngoài mềm, dai, gia vị thì mình làm cũng khá là đậm đà nè các bạn. Những con tép nhỏ nhỏ nhưng khi ăn vào thì lại rất ngọt nha. Và kết hợp cùng với lại một ít rau sống, dưa leo, nước mắm chua ngọt càng làm cho cái món bánh này ngon hơn và ăn không có bị ngán. Nếu mà các bạn không ăn rau thì mình có thể tráng bánh xong mình chấm với nước mắm ăn thôi cũng được. Và như vậy là mình cũng đã chia sẻ xong rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại và chúc các bạn thành công với món bánh này.